Xin chào anh chị và các bạn. Chiều chủ nhật đưa mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài công viên đây. Thắng mới nhìn thấy pin đó, họ mới làm thêm mấy cái trạm sạc pin anh chị bạn ở phía sau này, đằng sau đây này. Nên là Thắng mới ngồi lại đây, trên ô tô thì nó có sẵn mic, nên Thắng ngồi cắm cái mic ra đây, nói chuyện trao đổi tí với anh chị và các bạn về cái chủ đề, tức là nền kinh tế của thế giới đang đi theo cái hướng nào. Thắng để sát mic một tí nói chuyện với anh chị và các bạn cho nó âm thanh nó tốt hơn một tí. Thì để nói về cái nền kinh tế thế giới mà trong những năm sắp tới nó sẽ đang diễn ra như thế nào ạ, thì nó bắt nguồn từ cái câu chuyện cái trạm sạc của Vin. Tại sao nó lại bắt nguồn từ cái trạm sạc của Vin? Nó là tức là đang nói đến cái cuộc cách mạng về công nghệ xe điện. Và tại sao nó lại là công nghệ xe điện? Và công nghệ xe điện thì nó tác động như thế nào tới kinh tế toàn cầu? Và nó tác động như thế nào tới cái xu hướng tất yếu của xã hội trong những năm sắp tới? Thì trước khi nói về xe điện thì chúng ta phải nói về một cái thứ khác mà nó đang là cái trào lưu hiện nay. Và nó được coi là một trong những cái trend xu hướng của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong khoảng 2 năm trở lại đây. Đó chính là cái xu hướng của cái cuộc cách mạng công nghệ dịch vụ. Và nó rõ nét nhất, nó phải kể đến, đó là cái cuộc cách mạng của các cái doanh nghiệp mà có cái thứ được gọi là Big Data. Thì trong đó thì có Facebook, có Google, có Amazon, và có rất nhiều những cái hãng công nghệ lớn trên thế giới. Trong đó thì có cả những cái hãng công nghệ mà họ đứng là vai trò trung gian, kết nối, cái cầu nối khi họ sử dụng trí tuệ nhân tạo Big Data để họ có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp gọi là phân phối dịch vụ. Và cũng không ít trong số những cái doanh nghiệp đó thì họ vừa có Big Data mà họ vừa có thể sản xuất và cung ứng các cái dịch vụ. Và tiêu biểu ở Việt Nam với chúng ta thì có thể kể tới đó là tập đoàn Vingroup, là một trong những cái doanh nghiệp mà nó có cái gọi là Big Data, tức là có một cái chuỗi hệ sinh thái của họ với cái dữ liệu người dùng khá là lớn, kể cả là dữ liệu người dùng liên quan tới các lĩnh vực khác nhau, từ bệnh viện, trường học, từ bất động sản, rồi bán lẻ, rồi gần như là nói chung là có thể nói một cái câu mà là dễ nói, dễ hiểu nhất, tức là một cái doanh nghiệp mà nó gần như là phủ kín toàn bộ cái data dữ liệu của toàn Việt Nam. Và khi mà nói tới cái Big Data thì chúng ta mới thấy được rằng là cái lĩnh vực công nghệ ngày xưa người ta bảo là dữ liệu là nó được coi là một trong những cái thứ mà nó chỉ mang tính chất lưu trữ để khi mà cần tới thì đem ra để mà tìm kiếm. Nó gọi giống như là kiểu là cái kho dữ liệu để sử dụng tìm kiếm, nó gọi là dữ liệu tính. Thì tuy nhiên thì những năm gần đây thì các doanh nghiệp này nó đã chuyển hóa các cái kho dữ liệu Big Data lớn như thế, không còn là dữ liệu tính nữa, mà nó là các cái dạng thức của dữ liệu động, tức là tất cả các cái dữ liệu ngay sau khi được khai thác về thì đã được dùng đến ngay cho các cái lĩnh vực, ví dụ như các cái lĩnh vực bán hàng là một cái mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Tức là khi mà chúng ta chỉ mới các cái dữ liệu của người dùng, kiểu như chúng ta mới tìm kiếm một thứ gì đó trên mạng, thì ngay lập tức chiều ngày hôm đó thì đã trả về các cái kết quả tìm kiếm mà các cái doanh nghiệp quảng cáo đã view tới cái người dùng rồi. Thì chúng ta mới thấy là các cái dữ liệu lớn như vậy nó đã được sử dụng bằng, không phải bằng con người nữa, mà đã bằng hệ thống gọi là trí tuệ nhân tạo để có thể ngay lập tức khai thác được ngay các cái dữ liệu đó. Và chính vì cái điều đó nên là cái khả năng bán hàng online, hay là trong những lần trước tôi vẫn hay nói với anh chị và các bạn về cái việc đó là người ta bán hàng nhưng không cần đặt hàng. Điều này thì nghe nó tưởng chừng như là vô lý, tức là cái người mua chưa có nhu cầu mà người bán thì dám giao hàng tới tận cửa nhà, tức là người mua thực sự là đã có nhu cầu trong cái tâm tưởng rồi,
tức là đã có những cái hành động tìm kiếm, đã có những cái lời nói mà vô hình dung, thì khi mà sử dụng các cái trang mạng xã hội hoặc là sử dụng các cái phần mềm tìm kiếm hoặc là sử dụng những cái dịch vụ mà nó có sử dụng tới kết nối công nghệ, thì Big Data họ đã phát hiện ra và họ hiểu chúng ta hơn là người thân chúng ta hiểu chúng ta. Bởi vì họ có thể, tức là trí tuệ nhân tạo nó có thể kết nối các cái dữ liệu đó lại và nó sử dụng cái giải pháp phân tích mang tính chất tương đối. Khi có nhiều dữ liệu so sánh thì cái kết quả nó có thể bất ngờ là nó rất là cao. Và các cái thử nghiệm tương tự mà khi mà chưa có đặt hàng mà người ta vẫn có thể giao hàng, thì nó đã có cái xác suất nhận hàng lên tới 65-70%, để thấy được rằng là các cái dữ liệu nó phân tích tốt như thế nào. Nói lên câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được rằng là các cái kho dữ liệu Big Data lớn sử dụng công nghệ AI thì nó đã đem lại rất là nhiều cái hiệu quả cho thương mại trên toàn cầu. Và nó là cái lợi thế, cái ưu điểm của những cái doanh nghiệp toàn cầu. Và nó đã là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự tăng trưởng vượt bậc, có thể được gọi là tăng trưởng thần thánh của rất nhiều các doanh nghiệp công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung trong cái giai đoạn kể từ sau đại khủng hoảng. Tức là nói chung là cũng không được gọi là đại khủng hoảng, nhưng mà gọi là cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2008-2009. Kể từ năm 2009 đến nay thì thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và chứng khoán toàn cầu thì tăng như vũ bão. Tất nhiên có những cái biến cố trong quá trình đi lên, đặc biệt là cái biến cố suy giảm rất là mạnh do cái ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên thì chỉ trong vòng vài tháng suy giảm thì thị trường cũng đã tăng thần thánh và vượt bậc. Đại diện trong số đó thì có những công ty công nghệ, ví dụ như Google, ví dụ như Twitter, Facebook, Amazon, Tesla và rất nhiều các công ty công nghệ trên thế giới đã tăng rất là mạnh. Vậy thì thế giới của chúng ta thì sau khi mà cái sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 thì nó không còn là đa cực mà nó có thể coi là đơn cực. Và cái thế giới đơn cực đó thì Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu trong nhiều lĩnh vực, không chỉ là trong các cái lĩnh vực về kinh tế, quân sự, chính trị, và họ đứng đầu và là anh cả trong hầu hết các lĩnh vực. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà khi mà thế giới đơn cực thì nước Mỹ nói riêng và nhiều các quốc gia lớn đã liên kết với nhau tạo ra các cái khối liên minh quân sự cũng như là các cái khối liên minh kinh tế. Trong đó thì có WHO, các tổ chức thương mại APEC rồi rất nhiều các cái tổ chức khác. Thì đáng lý ra thì khi mà thế giới đã nó không còn đa cực, tức là không có cái sự mâu thuẫn nữa quá mức. Khi mà thế giới nó có nhiều cực thì thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng mà khi đơn cực thì nó ít mâu thuẫn hơn. Và người anh cả thì đứng ra là chỉ đạo tinh thần, chỉ đạo chính cho toàn thế giới, cho các cái hoạch định chiến lược phát triển cũng như là các cái tổ chức mà được họ tạo ra. Tuy nhiên thì điều đó nó đã không kéo dài khi mà NATO là một trong những cái khối liên minh quân sự mà khi mà không còn đa cực nữa, thì theo góc nhìn cá nhân của mình thì đáng ra thì nó nên được giải tán. Tuy nhiên thì nó không được giải tán mà nó càng ngày nó càng phát triển một cách rất là mạnh về nhiều hướng, nhiều phía, dẫn đến cái câu chuyện là các quốc gia ngày xưa có cái khuynh hướng là xã hội chủ nghĩa. Trong đó thì có, đương nhiên là có Trung Quốc và Nga. Hai quốc gia này đã có rất là nhiều cái phương pháp, cái cách thức để thay đổi cái cục diện của nền kinh tế toàn cầu. Và cái cục diện của nền kinh tế toàn cầu mà nó đã và đang được thay đổi kể từ cái thời kỳ mà Tổng thống Donald Trump nắm quyền. Donald Trump đã đưa ra các cái chính sách chiến lược, nhiều người thì cho rằng nó là những cái chiến lược mới hay, nhưng mà có thể là thế giới cũ và cái hệ thống chính trị của Mỹ cho rằng là cái phương thức đó nó đã tạo điều kiện rất là lớn cho cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung xảy ra. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thì
thì đứng ở một cái khía cạnh nào đó của người làm kinh tế như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thì rõ ràng là nó là cái cuộc chiến mà đem lại nhiều cái lợi ích cho người Mỹ. Tuy nhiên thì đứng ở một cái khía cạnh, một cái người làm quân sự và chính trị nhiều năm, thì có lẽ là những thế giới cũ họ thấy rằng là nó có gì đó sai sai. Cái sai ở đâu? Sai ở chỗ tức là cả Mỹ và châu Âu, và đặc biệt là các quốc gia châu Âu già cỗi, thì đã và đang phụ thuộc gần như là, có thể nói là không hoàn toàn, nhưng mà phụ thuộc rất nhiều, rất lớn vào cái chuỗi cung ứng, và đặc biệt là các cái hàng hóa thô sơ, gia công, thủ công, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và phụ thuộc vào các cái quốc gia đang là các cái công xưởng sản xuất trên toàn thế giới. Thì khi mà cuộc chiến thương mại nổ ra thì nó có nghĩa rằng là gọi là gậy ông đập lưng ông, tự mình gây ra những cái vấn đề liên quan đến đứt gãy cung ứng. Cái câu chuyện đứt gãy cung ứng của nửa cuối năm 2020 thì Thắng đã nói rất là nhiều về cái câu chuyện là khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra thì tất cả các loại hàng hóa khi mà được áp thuế qua lại của hai bên thì đã đẩy cái giá hàng hóa ngay từ thời điểm đó nó đã tăng cao, và nó tiềm ẩn cho một cái cuộc, đó là cái gọi là cái cuộc lạm phát phi mã. Nếu anh chị và các bạn lật lại những cái video mà có một cái thời kỳ mà Thắng ngồi giữa một cái bãi cỏ mà phía sau là một đàn trâu, những chăn trâu nửa cuối năm 2020, thì anh chị và các bạn sẽ thấy Thắng nói rất là nhiều về cái câu chuyện này. Tương lai nó sẽ có lạm phát rất là sâu. Lý do là bởi vì cái đứt gãy cung ứng này nó được tác động mang tính chất hoàn toàn là yếu tố con người, tức là tự mình cắt đứt các cái chuỗi cung ứng. Và người Trung Quốc thì không bao giờ ngại câu chuyện đó. Trung Quốc hiểu rằng là họ đã dạy cho thế giới một cái thói quen, nó gọi là cái thói quen tiêu dùng phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc giá rẻ. Và đã đến thời kỳ kinh tế Trung Quốc không còn tăng trưởng theo chiều rộng, tức là tăng trưởng mạnh như những thời kỳ sắp trước đó. Và nó bước vào cái thời kỳ tức là cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc giảm và chậm lại. Thì họ hiểu rằng là họ phải bắt đầu chuyển hóa, chuyển dịch cái quy mô của nền kinh tế theo chiều rộng thành phát triển theo chiều sâu. Và họ tính toán rất kỹ lưỡng, có thể là chú ý hoặc là vô ý vào cái câu chuyện Covid-19. Đến nay thì cũng chưa biết nguyên nhân cụ thể như thế nào, nhưng đó cũng là một trong những cái thứ mà người Trung Quốc có thể đang nhận ra rằng là họ sẽ không bán giá rẻ nữa, và họ muốn bán cái giá hàng hóa của họ giá cao. Sau cả một cái giai đoạn hơn 10 năm dạy cho cả thế giới về cái việc là tiêu dùng phụ thuộc vào Trung Quốc, thì bây giờ thì họ vẫn sản xuất, tuy nhiên họ không bán giá thấp mà họ sẽ tìm cách để đẩy giá cao. Nhưng mà tự nhiên một cái nhà cung ứng nào đó mà đẩy giá lên cao thì chắc chắn là sẽ không được. Vậy thì nó phải mang tính chất gọi là tổng thể. Và anh chị cứ sắp đặt lại tất cả các cái vấn đề từ trước đến nay, anh chị sẽ thấy rằng là cái hàng hóa của Trung Quốc bây giờ bắt đầu nó sẽ có giá, chi phí sẽ cao hơn rất là nhiều. Và điều đó nó đã chứng minh trong năm 2021 và sang đầu năm 2022 thì lạm phát ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia châu Âu và các quốc gia ở Mỹ thì đã tăng cao một cách đột biến. Tất nhiên nguyên nhân này thì nó lại còn đến từ một cái nguyên nhân thứ hai nữa. Nó chính là cái nguyên nhân đầu tiên đó, khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra thì nó đã có những cái dấu hiệu câu chuyện tương lai lạm phát sẽ rất cao khi người Trung Quốc không bán giá thấp nữa. Và họ tự cắt, nhưng mà may mắn là được ông Tổng thống Mỹ Donald Trump châm ngòi cho cái câu chuyện này. Thế nói thế này thì tôi cũng lưu ý anh chị và các bạn là tôi không có ý nói xấu về chính trị hay là gọi là phê bình và chỉ trích các cái lãnh đạo nguyên thủ các quốc gia, mà chỉ đây là một cái khía cạnh độc lập trong cái câu chuyện cảm nhận, phân tích về kinh tế toàn cầu, cái nguyên nhân và cái hệ quả của nó đã diễn ra như thế nào trong suốt cái chặng đường lịch sử gần 10 năm trở lại đây. Thì tôi nói tiếp cho anh chị và các bạn nghe, tức là cái câu chuyện này nó sẽ không bị châm ngòi mạnh đến thế nếu như nó không có một cái câu chuyện thứ hai. Đó chính là cái con Covid-19. Covid-19 khiến cho cả thế giới bước vào một cái cuộc khủng hoảng, nó gọi là cuộc khủng hoảng y tế. Và nhiều quốc gia đã phải phong tỏa, dừng sản xuất, cũng như là gặp phải rất nhiều những cái khó khăn trong cái câu chuyện đi lại và dịch chuyển. Thì nó dẫn đến một cái kịch bản mà hầu hết các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thì không muốn. Đó chính là cái ngừng trệ của cái dịch chuyển, cái ngừng trệ của các cái gọi là các cái hoạt động dịch chuyển. Các hoạt động dịch chuyển ngừng trệ lại thì giá xăng dầu nó đã suy giảm rất là nhanh trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên thì điều đó nó chỉ là tạm thời. Điều mà nó gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
đó chính là cái câu chuyện cuộc chạy đua, việc bơm tiền. Và trong cái tiền lệ trong vòng 50 năm trở lại đây, thậm chí là cả hàng trăm năm trở lại đây, thì chưa có cái thời gian nào cái lịch sử đã chưa bao giờ có tiền lệ cái câu chuyện bơm tiền mạnh như năm 2020-2021. Số lượng tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nói riêng và các quốc gia cũng như là các ngân hàng trung ương các quốc gia bơm ra đã không có tiền lệ. Và số tiền bơm ra thì nó nhiều bằng cả hàng chục năm trước đó cộng lại. Nói thế thì chắc anh chị và các bạn sẽ không mường tượng được là tại sao lại có câu chuyện như vậy. Thì lý do đơn giản đó là để cứu nền kinh tế không bước vào suy thoái. Tuy nhiên năm 2020 thì Mỹ cũng là một trong những quốc gia bị âm tăng trưởng. Dù bơm tiền nhiều đến mấy mà kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng là cái việc bơm tiền đó nó vẫn còn cứu vãn được nền kinh tế, nó vẫn duy trì và giữ vững được thị trường tài chính và nó không gây đến cái cuộc gọi là đại suy thoái khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nên câu chuyện là con bệnh nó có nhiều những cái dấu hiệu của sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu. Thì đương nhiên thì các quốc gia thì phải cho ngậm sâm rồi. Thì tiền là một trong những cái loại sâm mà rất là hữu hiệu, cũng là gọi là rất là cực kỳ hữu ích cho nền kinh tế. Và tiền được bơm ra một cách nhiều như thế, đúng giống như sâm được liên tục được bơm vào, doping liên tục được tiêm vào, thì nền kinh tế nó sống dậy. Và nó sống dậy khi mà thị trường tài chính không hề bị ảnh hưởng một chút nào của Covid-19. Không những không ảnh hưởng mà nó còn tăng rất là mạnh sau đó. Rồi, đến đây thì chúng ta mới thấy được rằng là cái bất cân xứng giữa cung cầu mang tính chất gọi là phương tiện thanh toán nó bị mất cân xứng, đúng không ạ? Khi mà Covid-19 diễn ra thì rõ ràng là cái việc sản xuất hàng hóa trên toàn cầu bị ngưng chạy, chứng lại. Tức là cái tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm trên toàn thế giới nó sẽ ít đi. Đương nhiên rồi, con người đứng lại, phong tỏa, ngồi ở nhà, không đi làm nữa, không lao động nữa, thì đương nhiên tổng sản phẩm thì giảm. Nhưng mà tổng cái nguồn cung, cái phương tiện thanh toán, tức là cái thứ quy đổi thì tăng. Dẫn đến câu chuyện là nó gọi là gì ạ? Nó chỉ là lạm phát do mất cân đối phương tiện thanh toán. Cái lạm phát này nó bơm thêm, nó bồi thêm vào cái lạm phát do đứt gãy cung ứng của những năm trước đó, do thương chiến Mỹ Trung đã đang để lại những cái vết thương, những cái hậu quả rất là khó lường cho cái giai đoạn tiếp theo nếu như không có Covid. Nhưng mà khi có Covid thì nó lại dẫn đến cái câu chuyện như vậy. Rồi, khi nó dẫn đến cái câu chuyện như vậy thì anh chị và các bạn lại bắt đầu mường tượng thấy một cái ý nữa, đó là gì? Đứt gãy cung ứng thôi chưa đủ, lạm phát do cái mất phương tiện thanh toán thôi chưa đủ, đó lại đến một cái câu chuyện thứ ba, nó bồi thêm một cú bồi cực kỳ khủng khiếp vào đây nữa. Đó chính là cái cú bồi liên quan đến giá dầu. Giá xăng dầu đã suy giảm sâu, nhưng mà sau đó thì đã hồi phục trở lại khi nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại. Thì chuỗi cung ứng thì anh chị và các bạn phải nên nhớ rằng nó không thể thiếu được, đó là các cái hoạt động vận tải, các cái hoạt động giao thương. Mà các hoạt động giao thương thì nguyên liệu đầu vào là xăng dầu, chưa thể thay thế được cái gì khác ngoài xăng dầu, đúng không ạ? Thì anh chị nhớ một điều, tôi kể lại câu chuyện cũ ngày xưa, đó là cái câu chuyện dầu đá phiến. Khi năm 2014 thì giá dầu tăng cao và duy trì ở một cái giai đoạn dài. Giá dầu thì nước Mỹ tạo ra một cái loại, sản xuất một cái loại đó là dầu đá phiến. Và dầu đá phiến đã được coi như là một cái vị cứu tinh để đẩy giá dầu xuống sâu, khi mà nước Mỹ tuyên bố rằng là chi phí sản xuất dầu đá phiến thấp hơn chi phí sản xuất thông thường. Mà điều đó đã chứng minh sau này thì đó, điều đó là điều không phải. Nhưng các cái hoạt động truyền thông trên toàn cầu đã làm cho nó có cảm giác như là nó có thể chiến thắng được các cái hoạt động sản xuất xăng dầu thông thường. Và nó đã làm cho giá dầu suy giảm. Từ đó nó nối lại các hệ thống chuỗi cung ứng. Khi giá dầu suy giảm thì nó đồng nghĩa với cái câu chuyện là chi phí xăng dầu nó giảm. Và chi phí xăng dầu giảm thì hoạt động vận tải nó tốt hơn. Quay lại với cái câu chuyện chuỗi cung ứng, các quốc gia phụ thuộc rất lớn vào cái sản xuất của Trung Quốc, có thể nói là rất rất lớn. Và khi mà thương mại trên toàn cầu á, cái giao thương thương mại trên toàn cầu nó gọi là thế giới phẳng á, thì các quốc gia không sản xuất cũng không sợ chết đói. Các quốc gia không sản xuất lương thực, không chăn nuôi cũng không sợ chết đói. Lý do là bởi vì vẫn phải có các cái hoạt động vận tải để dịch chuyển các cái hàng hóa từ những nơi sản xuất cao nhiều đến những nơi sản xuất thấp. Và ngược lại thì các quốc gia không sản xuất các cái lương thực thực phẩm thì sản xuất các loại hàng hóa khác, thì lại cũng nhờ vào hoạt động phương tiện vận tải để dịch chuyển đi các quốc gia khác,
và họ bán để lấy ngoại tệ về, sau đó lại dùng nó để mua những thứ họ cần. Nhưng mà giá dầu tăng cao, đó là một thứ mà khó có thể tưởng tượng được lại có cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nó là một trong những cái mồi lửa thứ ba châm vào cho nền kinh tế toàn cầu. Nó gây ra cái hệ lụy là giá xăng dầu tăng cao, tăng một cách khủng khiếp. Thì khi tăng như vậy thì nếu để cho nó tăng tiếp, nó mà chạm cái ngưỡng $150 một Mỹ một thùng, thậm chí cao hơn nữa trong tương lai, thì đương nhiên anh chị và các bạn sẽ hiểu rằng là dù có không đứt gãy cung ứng, thì để người châu Âu có thể mua được ngũ cốc của châu Á, hay là để người châu Âu có thể tiếp cận được các loại hàng hóa ở châu Á, thì mức giá sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng nó không phải nói là tăng thêm vài chục phần trăm, mà là phải tăng lên vài trăm phần trăm, hay để dùng một từ đơn giản nó có thể gọi là tăng lên gấp nhiều lần, đúng không? Ba thứ nó kết hợp nó sẽ tạo ra siêu lạm phát. Và siêu lạm phát này thì vẫn còn rất nhiều công cụ để điều trị. Thì trong đó thì như đầu video tôi vừa nói với anh chị và các bạn, đó chính là lấy một cái cảm hứng từ cái câu chuyện đó là VinFast đang xây những cái trạm sạc tại các khu đô thị. Và ở đây, vị trí tôi ngồi đây là khu đô thị VinHome của Vin VinGroup tại thành phố Thanh Hóa, trung tâm thành phố Thanh Hóa. Phía sau lưng anh chị và các bạn đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Đây, phía sau lưng đấy, đó, cái tòa nhà phía sau lưng đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Thì để tôi nói cho anh chị và bạn tại sao họ đang triển khai cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó hay lắm anh chị và bạn. Nó bắt nguồn từ cái việc đó là VinFast đã tuyên bố dừng sản xuất xe xăng và tập trung toàn bộ các hệ thống dây chuyền sản xuất trong nước cho xe điện, và đã đăng ký mở một hoặc hai nhà máy với cái khoản tiền đầu tư khoảng tầm 4 tỷ đô tại Mỹ, và được chính quyền Tổng thống Mỹ hiện đương nhiệm hiện nay là vô cùng ủng hộ luôn, thậm chí là quảng cáo phi chi phí luôn, tức là gọi là quảng cáo giúp khi mà tập đoàn VinGroup của Việt Nam và đại diện đó là VinFast sang ký đầu tư, tổng giám đốc là bà Lê Thị Thu Thủy, thì đã sang đấy làm các cái văn bản ghi nhớ, thì được nước Mỹ vô cùng đó gọi là hưởng ứng. Và câu chuyện này nó không còn là câu chuyện của Việt Nam nữa, mà để tôi nói với câu chuyện này là câu chuyện của toàn cầu, câu chuyện của nhân loại, câu chuyện của 10 năm tới. Vô cùng hay ho và hấp dẫn là như vậy. Đó là bởi vì tôi nói như thế là bởi vì thế này. Cái thứ mà có thể hạ giá dầu, một trong những cái chìa khóa thứ ba để gây ra cái tình trạng siêu bong bóng và nó sẽ có thể dẫn đến một cái tình trạng đại suy thoái 90 năm mới có một lần. Thì dừng cái câu chuyện đó thì phải đẩy giá dầu xuống sâu. Muốn đẩy giá dầu xuống sâu thì phải đẩy nhanh tốc độ. Người ta đang nói rằng nước Mỹ sẽ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện 100% đến năm 2030. Tuy nhiên thì đến năm 2030 thì chưa cần chuyển đổi 100%. Nếu như 50% dân số Mỹ năm 2025, 2026 sử dụng xe điện thay vì xe xăng, thì giá xăng dầu và nhu cầu xăng dầu tại Mỹ sẽ tụt giảm một cách nghiêm trọng, dẫn đến câu chuyện là xăng dầu không còn phụ thuộc, nước Mỹ không còn phụ thuộc vào xăng dầu nữa. Và nhiều quốc gia khác sẽ theo đó mà làm theo. Vậy VinGroup của chúng ta, VinFast của chúng ta đang đi với cái tầm nhìn chiến lược như vậy. Cuộc chiến này nó là cuộc chiến giữa, nó được coi là một trong những cái hoạt động, nó đại loại như là đây là một trong những cái hoạt động chiến lược đánh cược với lại tương lai. Và có lẽ rằng là với cái việc mà ô nhiễm trên toàn cầu như hiện nay, với cái việc mà các cái hiệu ứng nhà kính hiện nay đang khá là lớn, thì cái xu hướng này có lẽ là xu hướng tất yếu. Và cái sự dịch chuyển giữa xe xăng sang xe điện là điều tất yếu. Dù các cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hay là những cái nhà tài phiệt trong lĩnh vực khí đốt, dầu mỏ, muốn hay không muốn thì nó vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên nó diễn ra khi nào, nhanh chậm ra làm sao thì nó phụ thuộc vào hoàn toàn vào yếu tố con người. Và đặc biệt không thể phụ thuộc vào một cái doanh nghiệp sản xuất được đâu, mà nó phải là cái câu chuyện phụ thuộc rất rất lớn vào cái sự ủng hộ của các chính khách, của chính quyền. Và khi mà được ủng hộ của chính quyền Mỹ thì nó được gọi là gì ạ? Gần như là một tay to lớn nhất trên toàn cầu ủng hộ rồi, thì nó sẽ là sự thật, tương lai nó sẽ là sự thật. Hay điều đó nó giúp ích điều gì?
nó giúp ích cho cái câu chuyện đó là sẽ kiềm chế được giá xăng dầu. Cũng giống như câu chuyện là từ dầu đá phiến mà người Mỹ còn nói để cho giá dầu nó tụt được thì tôi cũng nên chịu. Nhưng mà đến bây giờ thì lý do của cái câu chuyện là chi phí để sản xuất và các cái loại chi phí sau này để mà xử lý cái loại pin viết thì chúng ta bàn sau. 30 năm nữa chúng ta sẽ bàn. Còn bây giờ chúng ta trước mắt chúng ta bàn rằng là nếu cái cuộc chuyển đổi này nó diễn ra, hoặc là nó có gọi là gì ạ, báo chí nó có thể có làm cho nó diễn ra giống như kiểu là diễn ra trong trí tưởng tượng, thì cũng là cái thứ để tác động tới các cái hoạt động gọi là trading, các hoạt động trading trên thị trường dầu mỏ, tức là các hoạt động giao sau. Và nó đẩy giá dầu giảm sâu, đẩy giá dầu giảm. Và nếu giá dầu suy giảm thì suy thoái kinh tế sẽ không diễn ra, hay có thể nói một cái từ ẩn dụ hơn đó là chưa diễn ra. Còn khi nào diễn ra thì tương lai tôi sẽ nói cho anh chị các bạn. Và cái bài là gọi là leo thang cái cuộc chiến thì tôi nghĩ là nó khó diễn ra. Bởi vì dù có diễn ra đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có thể siết chặt được cái nguồn cung thôi, siết chặt được cái chuỗi cung ứng thôi. Nhưng mà nếu nhu cầu tụt giảm thì đây cũng là một trong những bài toán mà chính quyền Tổng thống Biden đang hướng tới. Và nó gần tương tự với câu chuyện dầu đá phiến năm 2014, 2022, 2023. Nó sẽ là cái câu chuyện của câu chuyện chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Và đại diện tiêu biểu sẽ là nước Mỹ làm trước. 300 triệu dân, hơn 300 triệu dân của Mỹ có khuynh hướng sẽ chuyển đổi và dịch chuyển từ xe xăng hay xe điện. Dân số châu Âu cũng đang có khuynh hướng như vậy. Nếu như mà cái hoạch định chiến lược này nó thành công thì chúng ta cần phải theo sát những cái sự ủng hộ. Và để làm được điều đó thì phải ủng hộ các nhà sản xuất. Và hiện nay thì Tesla đang là một trong những cái doanh nghiệp đi trước với tầm nhìn gọi là siêu thời gian, vượt thời gian của ông chủ Elon Musk. Thì có lẽ là đang là độc tôn trên thị trường Mỹ. Nhưng mà khi mà người Việt Nam nhỏ bé bước chân đến thị trường Mỹ với cái câu chuyện của VinFast, với câu chuyện gọi là dám gì ạ, đốt nhà mình, dùng từ đốt nhà thì không đúng, nhưng dám bỏ luôn cả hệ thống dây chuyền sản xuất xe xăng trước đó đã gây dựng để theo đuổi chiến lược sản xuất xe điện, để nhận được cái sự ủng hộ và dám bơm tiền một cách gọi là gì ạ, cam kết bơm tiền và tạo ra công ăn việc làm cho nước Mỹ, thì VinGroup đang là một trong những cái tập đoàn vượt xa hẳn cái tầm nhìn của các cái ông lớn khác, và tức là gọi là bước ra khỏi vùng an toàn để nhận được cái sự ủng hộ của người Mỹ. Điều đó là điều mà không phải là một cái điều dễ dàng một chút nào. Khi để chúng ta thấy được rằng là cái tầm nhìn, cái chiến lược của họ là rất ok, thì nói như vậy để chúng ta thấy, nhìn nhận cái tổng quan của nền kinh tế toàn cầu, đánh giá một cách trung thực, và chúng ta có thể góp cho chúng ta một số các cái kiến thức để có thể đánh giá lại các cái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và các cái hoạt động khác. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã dành một buổi chiều hơn 30 phút để ngồi nghe Thắng huyên thuyên về các vấn đề, về câu chuyện gọi là xe điện VinFast, một trong những bước đi táo bạo, một trong những cái bước đi mà có thể nói rằng là vượt thời gian, một cái tầm nhìn chiến lược mà đặc biệt là đang nhận được cái sự ủng hộ rất lớn của các cái chính phủ các quốc gia trên toàn cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.